180. Với ba yếu tố: vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, bị phạm tội ba ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng: ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã cảm giác, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với ba yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với ba yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức. Bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố. Vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã cảm giác bị phạm tội bachitia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với bốn yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố. Vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức. Bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với năm yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, bị phạm tội ba gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi dưới năm yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với năm yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi. Với năm yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội, ba chitia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với năm yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ưng ừ, đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với năm yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức. bị phạm tội ba chi ưng đối trị. trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi với sáu yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã nghe bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với sáu yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã cảm giác bị phạm tội, ba ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát với sáu yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát dưới sáu yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội. Bacchitia ưng đối trị. trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. Với sáu yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá, trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát. dưới sáu yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức. Bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát. Với bảy yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nghe, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định dưới bảy yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với bảy yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy và đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định. Với bảy yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với bảy yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi, đã diễn đạt điều khao khát, đã diễn đạt ý định với bảy yếu tố vị có hoài nghi về điều đã thấy không tin điều đã thấy không nhớ về điều đã thấy quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá lại cố tình nói điều dối trá tôi đã thấy và đã nghe đã cảm giác và đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi đã diễn đạt điều khao khát đã diễn đạt ý định với ba yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với ba yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội Bachitia ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã thấy, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói với ba yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe đã cảm giác và đã nhận thức bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã thấy, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói. Với ba yếu tố: vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy bị phạm tội ba chi ưng ừ, đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội Bachitiya, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố. Vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã thấy, bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm. Với bốn yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức, bị phạm tội, ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe đã cảm giác và đã thấy bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm với bốn yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức và đã thấy. Bị phạm tội, ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm với năm yếu tố. Vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã cảm giác bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm, đã diễn đạt điều mong mỏi. Với năm yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe và đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti gia, ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với năm yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe quên điều đã nghe lại cố tình nói điều dối trá tôi đã nghe và đã thấy bị phạm tội ba chi ti gia ưng đối trị trước tiên vị ấy khởi ý rằng ta sẽ nói điều dối trá trong khi nói vị ấy biết rằng ta đang nói điều dối trá khi đã nói vị ấy biết rằng điều dối trá đã được ta nói đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi với năm yếu tố vị có hoài nghi về điều đã nghe không tin điều đã nghe không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe, lại cố tình nói điều dối trá. Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức, bị phạm tội ba chi ti ưng đối trị. Trước tiên, vị ấy khởi ý rằng, ta sẽ nói điều dối trá. Trong khi nói, vị ấy biết rằng, ta đang nói điều dối trá. Khi đã nói, vị ấy biết rằng, điều dối trá đã được ta nói, đã diễn đạt quan điểm đã diễn đạt điều mong mỏi